Dâu dâu dâu, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Dumber Gaming trong tựa game Epic Magician Hội Pháp Sư đến từ nhà phát hành Gosu ạ. Ok anh em. Thì hiện tại thì mình đang dừng lại ở con này ở level 39. Đây các bạn nhá, cái sự kiện đập trứng này anh em này. Đấy, nó ra tướng cái đét liên tục nha anh em nhá. Đây anh em nhìn này, anh em để ý thì trong cái event đập trứng này nha anh em nhá, hình như là cứ 1 hay 2 ngày ấy, nó sẽ reset một con nét nha các bạn nhá. Và lần này các bạn nhìn thấy nó sẽ đổi sang con Gidas này, con gì nhở, tinh linh vương Lucy này, ra Maybach, ra gì nhở, linh hồn Satan, ra Hades nha các bạn nhá. Để mình thử xem con này có ngon không các bạn. Mình sẽ thử xem con này, con pháp sư này có ngon không các bạn. Gidas tỷ lệ 1%. Xem con Gidas này có ngon không các bạn nhá. Pháp sư mạnh nhất Gidas. Làm sao để xem được con đấy nhỉ anh em nhở? Chắc là ở trong cái chiêu mộ này, chắc là trong cái đồ giám nhỉ anh em nhé. Gidas, mình thử xem con này có ngon không anh em. Đây các bạn. Nào, pháp sư hệ công nha các bạn nhé. Hệ công hình cái kiếm này Gidas. Nhiệm vụ trăm, nhiệm vụ trăm năm nha các bạn nhé. Bộ kỹ năng của Gidas là các bạn. Nghiền nát. Gidas tạo sóng xung quanh khiến hàng trước phe địch chịu một lần sát thương. Gidas dồn sức mạnh phép thuật và nắm đấm gây một lần sát thương lên hàng sau địch, có tỷ lệ lập tức thanh tẩy hàng sau địch. Uầy, lập tức thanh tẩy hàng sau địch, mình tưởng là lập tức mẹ mình sắt tao luôn anh em, kiểu one shot hàng sau địch thì ngon nhỉ. Gidas phá vỡ liên nguyên tử từ các vật tiếp xúc sau khi sử dụng kỹ năng tất sát gì đây, tăng công bản thân cường hóa lần công thường tiếp theo. Gidas không dễ từ bỏ thanh hành động bị giả mọc sau khi kết thúc lượt, bản thân tăng ngay thanh hành động. Uầy mẹ thằng này ngon nhỉ. Thằng này bộ kỹ năng khá là ngon nha các bạn nhé. Pháp sư Gidas mạnh nhất trong Gui, từng đảm nhiệm chức Gui trưởng thứ 5 của Faito, là người rộng rãi và thẳng thắn. Chiến lược con này nào các bạn. Một nộ một mạng, một đấm là năm à? Ai dạ. Mấy anh em bình luận về con này à? Hội ghép với nhân vật nào à? À anh em đây, có ông level 47 GC Huy đây, nên đang bình luận về con này nha các bạn nhé. Siêu phẩm, hello anh em à, quạc quạc. Xài được à, gốt DPS à, lỏ à. Ưu tiên, ông là bỏ lỏ đấy các bạn nhá. Phế đéo tàn nổi, khiên mỏng dính, bút khiên khá ngon mà mấy ông chê thịt chịu. Con này, má ra nhiều mà thấy nó phế quá. 9 con rồi, phế như hầu. Như LOL à. Con này mạnh không mọi người, mê mút đấy già. Em này sao VIP, em này ổn thì like giúp em mà, không giòn, ngon không, ngon mà. Mới quay ra con này mạnh không anh em, bố của game á, mạnh bá VKL à. Ây già, con này có bộ kỹ năng gì mà anh em bọc là bá VKL vậy. Xem ạ, Ichiza, Ichiza đấm móc toàn lực khiến hàng trước phe địch chịu một lần sát thương. Ma thuật thuốc khiến toàn thể phe địch chịu 5 lần sát thương, có tỷ lệ xóa ngay tất cả bút của toàn địch. Khi HP dưới 50%, tốc vĩnh viễn tăng, chắc cho đồng đội khi dùng tất sát, hồi HP cho toàn thể phe ta. À, con này có hồi máu này các bạn nhé, con này có kỹ năng riêng này. God Senna, anh em ủng hộ mình nhé, OT, HTM, Gaming nhá. Choáng loi lờ, một skin cả team địch coi như bỏ mạnh vơ cơ. À, thay ô ăn. Nào, ổn mỗi tội phải lên cao à, ấy giả dạ, mạnh không mọi người, Justin yêu nhà phát hành vĩnh viễn luôn à. Con này ok phết, ngon à, con này mạnh không à, chứng tỏ chưa ai có screen có thể thay thế cho Wendy SS, ngon nhé, thủ khá tốt, cũng ngon. Ám ảnh khi mở dương thứ tư. Con này nên dùng mọi người múp, hú, này mạnh không anh em, đấy có mạnh không anh em, gớ này chấm chấm chấm. Con này ngon à, PK ngon cho dân cày, khắc chế khá tốt à. Idol, Lexert. Con này không có bình luận gì, nông dân ói. Nhưng con này không có bộ kỹ năng riêng nha các bạn nhé. Con này thì chưa ông nào bình luận à. Chỉ top 1 lực chiến mới có à. Acologia, anh Long. Như cg tao à, VIP bố của game à. Zeremavit, là nhận 100 kim cương à. Con này đúng kiểu hàng hot này các bạn. Con này các bạn, con này không có bộ kỹ năng riêng, khó sử dụng phết đấy các bạn. Con Gidas này các bạn, một đấm là nằm biết là ngon nhưng mà nghe chừng là thôi cứ từ từ anh em nhé. Anh em vui tính phết nhỉ anh em nhỉ.
Nào để xem hôm nay mình sẽ làm được gì anh em nhá. Để xem hôm nay mình có gì để làm không. Để xem hôm nay mình có gì để làm không này. Vượt thí luyện dâu tầng 8 này. Cố gắng vượt thí luyện dâu tầng 8 này. Nhận vật phẩm phép bậc 4 này. Muốn luyện trạm tiếp tế này các bạn. Đây các bạn này, 14 trên 15 rồi. Có nghĩa là hôm nay mình sẽ chỉ cần mua hai lần thương lái nữa là xong nhé các bạn này. Mua hai lần thương lái. Ơ thương lái đâu? Em ấy thương lái đâu? Ui ôi cái này ngon thế, 75.000. Hai lần thương lái đâu các bạn? Hai lần thương lái đâu để cho em còn vào cái này cần biết cái. Ưu đãi ngày. Xin hai lần thương lái, thương lái các anh em. Đây là một đô tranh mua. Đây là đặc quyền 7 ngày sau khi mua nhận 300 kim cương, mỗi ngày có thể nhận thêm một phiếu tăng tốc. Ờ cái này khi mua được. Ôi giời, nhưng mà thiếu mất 20 ruby. Amen. Thiếu mất 20 ruby rồi các bạn. Thiếu mất 20 ruby rồi. Giảm giá chân vật phẩm ngày thứ 3 chúng ta có thẻ thức tỉnh. Thẻ thức tỉnh này cũng ngon này các bạn này, đúng không? Thẻ thức tỉnh này cũng ngon đấy các bạn này. Nhận phiếu tăng tốc 18 đến 25 điểm là sao nhỉ? À, mỗi 18 giờ mỗi tối nhận phiếu tăng tốc một lần. Nhớ vào nhận đúng giờ nhé. Vãi lọ, mẹ mày sau 18 giờ không nhận được à? Bảo sao mẹ mình không để ý. Mẹ mình chỉ vào một lần duy nhất trong cày thôi. Đây, đây là một lần duy nhất mình vào. Gần như là các bạn một lần vào vừa làm clip vừa làm nhiệm vụ luôn anh em nhá. Rồi, nhận nhanh nào. Tăng tốc này anh em ơi. Nhận nhanh và tăng tốc vút mùa lên rồi anh em ơi. Nhận nhanh là có một lần mua anh em nhé. Nói chung là ngày nào phải mua mắc cái này. Làm gì thì làm, làm gì thì làm, tôi không cần biết. Cứ phải là maximum luôn cái này anh em nhé. Maximum luôn cái này nhé anh em nhé. 3.7 triệu vàng. Hôm nay mình sẽ làm được gì anh em nhỉ? À cái gì đây? Quỹ siêu cấp đặc biệt. Ui 2.000 cái thẻ tăng cấp. Giá 9.99 đô tương với cái này là 200.000 nữa các bạn. Ờ cái này tương với tầm khoảng 200.000 nữa các bạn nhé. Gói này, ui, gói vé đập trứng 980, gói này tương tầm khoảng 300.000 nữa các bạn. Đây là cái gói vé đập trứng các bạn. Đây là cái gói vé đập trứng cùng với đó là đồ bồi dưỡng. Cái gói này ngon này các bạn này, tinh hoa mảnh cao cấp, nguyên liệu cao cấp để này thí luyện ghép. Cái gói này ngon này các bạn này, gói 300.000 này ngon này. Nói chung là hai gói này đều ngon đấy các bạn nhé. Nếu về cơ bản nếu anh em có điều kiện bỏ ra 5 lít chơi hai gói này ngon này các bạn. Ờ chơi hai gói này ngon đấy các bạn nhé. Có vé đập trứng thì sau này rồi anh em cần con nào anh em có thể đập được, anh em cần con nào anh em có thể đập được con đấy nhá anh em nhá. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm cái gì nhỉ? Mình bảo mình làm cái bỏ mẹ gì nhỉ? Thương lái mẹ con kia chưa xuất hiện. À đây đây nó xuất hiện rồi các bạn. Mua thương lái hai lần các bạn. Rồi, ủng hộ mày một phát, nữa là một phát gì rẻ rẻ đấy các bạn. Phát gì rẻ rẻ đấy các bạn. Ngoài cái này ra chả cái gì rẻ nhỉ. Chả có cái gì rẻ nhỉ các bạn nhỉ. Gọi làm cái chìa nữa vậy. Hai lần thương lái nhá. Thế là xong cái nhiệm vụ này để nhận nha anh em nhá. Xong cái nhiệm vụ này để nhận anh em nhá. Đây. Thương lái xong nốt này. Đó. Chúng ta nhận được cái dương này các bạn nhỉ. Ấy. Nhận được 10 đá ánh sáng, 5 chìa khóa vàng, hiện tại mình đã có 24 chìa khóa. À, mình lại có 24 chìa khóa, thư mời hoàng kim này, làm một phát đây. Không ngờ. Leon, hút thủ đơn, đóng băng, kẻ địch. Leon, 10 đá ánh sáng, chìa khóa nào. Gì mà không dám chiêu mộ nhỉ, ai đây? Fred, đại đế Fred nhận được hơi nhiều đấy các bạn nhé. Thêm 10 lần nữa. Ai đây? Dâu hút HP phá giáp giảm trị liệu địch. À, khi là mẹ phải chơi dâu các bạn, hàng ngon phết đấy. Dâu nhé các bạn nhé. Thư mời hoàng kim, quà thưởng cao cấp. Thư mời hoàng kim, căn cứ huấn luyện, phòng tư liệu. À, chưa kích hoạt ba pháp sư. À. Ủa, đây mình kích hoạt được mẹ bên này, kích hoạt được ba pháp sư bên này rồi các bạn. Đấy à. Ba pháp sư huấn luyện đến level 7, tam hội trưởng. Ủa, đến 12. Khi phải up 3 cái thằng giờ hơi lên các bạn. Ui, hồi ngon nhỉ.
thầy và trò khắc hội. Ai là Thi Hoàn được khắc hội luôn này anh em. Thi Hoàn được khắc hội luôn à. Đến 7. Ba pháp sư lượng đến 7. Toàn pháp sư Veta khi đấu với HP tối đa tăng 20%. Tanh thanh hình đạo. Ui. Có nghĩa là các bạn chiêu mộ càng nhiều thì các bạn càng kích hoạt càng ngon đấy các bạn nhé. Đây các bạn. Ui ui. Ai à. Có nghĩa là phải up hết bọn này anh em ạ. Sợ thật. Có nghĩa là bắt buộc phải up bọn này lên thì nó mới khỏe đấy anh em nhé. Ấy. 6 pháp sư. 6 pháp sư huấn luyện đến bậc 4. Kháng bạo tăng 30%. Sát thương cho pháp sư thủ tăng này. Pháp sư tướng thủ phe địch tăng thêm 30%, ngon nhỉ. Hay là mình kích hoạt được nhiều phết nha anh em nhé. Đúng không? Chứng tỏ là mình kích hoạt được nhiều phết thôi. Quan trọng là không có nguyên liệu để mà huấn luyện nó lên đấy các bạn. Kháng bạo tăng 30% mà up hết bọn này lên 4. Nghe chữ càng nhỉ anh em nhé. Rồi, chủ yếu tìm mấy con bậc 3 này các bạn này. Up thì nó dễ này. Con này chưa có. Gần như mình có hết rồi các bạn, đúng không? Gần như tướng là mình gần như là đủ hết rồi các bạn, đúng không? HP tăng này. Đấy, HP tăng tối đa 10% trong PB huấn luyện đến bậc 7. HP tối đa tăng tiếp. Chính xác tăng. Chính xác. Tăng mỗi trưởng này nguyên HP. Con nào đam không anh em? Sát Long Nhân. Hắc Hội. Tăng thanh hành động 25% này. Tem này ngon này các bạn này. Tem mây bách này, blue note này, Eligot này. Mấy con này mình nâng được hết mà các bạn. 3 pháp sư đến bậc 7. 3 pháp sư đến bậc 7. Nâng cho 3 con này. 3 pháp sư đến bậc 7 cho bọn đấy anh em nhé. Giảm giá chân vật phẩm. Thẻ thức tỉnh. Cái đấy ngon này các bạn này. Thăng cấp này các bạn, 500 kim cương được 7 ngày. Lock in. Đây, cái này đổi gần xong hết rồi các bạn. Cái này đổi gần xong hết rồi đấy. Có 19.000 kim cương rồi các bạn. Lại có 19.000 kim cương rồi. Lại có 19.000 kim cương rồi. À xem cái nhiệm vụ của thằng dở hơi này. Xem nhiệm vụ của thằng dở hơi và thu thập lệnh bài này là cái gì vậy. Một pháp sư đặt 5 sao. Một pháp sư đặt 5 sao. 2, 4, 5. Up thằng này lên các bạn nhé. Đấy, Hades. Hades 5 sao. Nhận 80 ghi chú huấn luyện. 80 ghi chú huấn luyện thì nhập ở đâu vậy? Nhận 80 ghi chú huấn luyện thì nhận ở đâu vậy anh trai? Anh bắt em tìm ở đâu ra 80 cái ghi chú huấn luyện vậy? Ma đấu chuyển sang mua mạch HS bây giờ anh em. Ê ra mình chưa có con này các bạn. Mình chưa có con này. Tiệm ánh sáng 122 dương. Mẹ đang nghĩ chuyện này. Tiệm ánh sáng này nếu mua cái dương này nữa các bạn. Mẹ ngồi bao giờ mới chờ được con ma vít này đây các bạn. Bao giờ mới kiếm được con ma vít. Tinh linh Lucy. Sát xuất lại cái tiệm này xấu lắm anh em ạ. Mẹ đang tính chuyển mẹ sang mua trang bị truyền thuyết khi ngon hơn các bạn. Một trang bị đỏ bậc 7. Tôi làm mẹ hai trang bị đỏ bậc 7. Ngon hơn anh em. Đúng không anh em? Có khi như thế là ngon hơn. Có khi như thế là ngon hơn. Chứ bây giờ cứ mẹ cắm đầu mua cái dương kia. Có ra tướng chó đâu. Mà trang bị thì con nào cũng dùng được anh em. Con ma vít thì thôi cứ cho là mình đem đi thì mình sẽ chấp nhận là mình quay nó ở trong cái gì nhở, quay nó ở trong cái đập trứng ấy. Lúc nào nó về trong cái này thì chúng ta tính anh em nhé, anh em nhở.
lúc nào vào trong này chúng ta tính miễn phí quay một lần. Mình đang có 54 vé các bạn. Mình đang có 54 vé. 54 vé, 100 vé để xác suất mới ra. Nói chung là mua được nhé các bạn nhé. Cái gói phiếu lập trứng nó bán liên tục mà các bạn. Đây, bỏ ra đâu đó tầm khoảng mua được 50 lần 3.200, bỏ tầm khoảng 15.000 nữa là mua được anh em nhé. Là đủ rồi đấy. Là đủ rồi đấy anh em ạ. Đúng không? Là đủ rồi đấy. Nào xem up được con nào lên không anh em. Thằng này đột phá lên nữa à? Ôi, theo mình đột phá mấy thằng dưới này hơn. Đột phá lên mà không trụ được. Huấn luyện. Thay lại đội hình nhé các bạn. Thay lại đội hình nhé các bạn nhé. Thay lại đội hình, đội đã tạo này. Bỏ lão già họ hẹ này, thay bằng Hades này vào đây các bạn. Cho lão già lên trên. Ok chơi nha. Đây anh em, đây kích được cái gì anh em muốn. Đây là kích được bộ ba sơ này. Bách. Bỏ con này cho con này vào dưới đi nhỉ. Đánh này lại thuần. Không, cho con này vẫn là chính. Tạm thời lưu đội hình này nhé các bạn nhé. Chung một kỹ năng sơ. Và chọn xem kỹ năng này nhé. Kháng hiệu quả với kháng 60%. Tốc. Hiệu quả mờ lên Hades Eriot mờ lên khá hiệu quả. Rồi đây anh em, chúng mình chơi tem này đi. Thử test cái tem này nha anh em, đổi lại tem với Hades bờ lên Lexert và mây bách anh em nhé. À, ừ nhưng mà phải gì nhở phải đắp đồ của gì nhở, đắp đồ của lão kia sang cho Hades đấy các bạn. Mình lách hơi yếu nhỉ. Tăng sao chưa thức tỉnh, chưa huấn luyện được nó lên anh em. Chưa tăng sao chưa thức tỉnh, chưa huấn luyện được nó lên anh em. Đắp lại đồ đi các bạn, đắp lại đồ cho Hades đi các bạn nhé. Rồi, mình có ưu đãi giờ vàng thì cứ từ từ anh trai ạ. Đây, Hades đồ rồi đi gì các bạn. Gỡ thằng này đi. Gỡ đi.
Mấy bọn này có dùng đâu nhỉ anh em nhỉ? Mấy bọn này không dùng. Gỡ ông đi ném phi shop hết. Xem nào. Thì anh bảo sát thương phải chịu giảm 10%. Cái này lấy lại cho con kia này gọi này. Dùng cái đấy nó lại phế nhỉ. Nói chung thần khí anh em phải chọn thế nào mà khí nào nó hợp lý nhỉ. Khí cái nào nó là hợp lý mình đổi mẹ cái thần khí bảy cái đi cho nó đổi mẹ cái thần khí bảy cái đi cho nó ngon này nhỉ. Theo tôi là cái shop này nhỉ, đổi mẹ cái thần khí bảy đúng không, tiệm ánh sáng này không, trong này ngon nhất là thẻ thức tỉnh với cả dương trang bị truyền thuyết này các bạn này đúng không, đỏ bậc bảy đấy các bạn, không ít đâu. Đổi thử một dương đấy các bạn nhỉ. Rồi đổi một dương luôn, máu thì đổi luôn một dương anh em, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, dùng dùng chắc chắn ấy, quả thủ hiệu quả chính xác tăng 7% kháng bạo, thủ cộng 990 đắp cho con kia anh em nhé, trang bị thủ 990 đấy là ở đâu nhỉ. Cường hóa lên anh em nhé. Mẹ mà giờ mới cường hóa nổi một cái này nhỉ. Giờ mới cường hóa nổi một cái này nhỉ. Thủ thật. Đúng là đồ xịn đấy. Cường hóa vút mùa anh em nhé. Cường hóa nó vút mùa anh em. Tẩy luyện công sở hữu không này các bạn này. Đấy, phải hai cái pha lê chiêm tinh phải khó nhỉ, các thời gian bão pháp sư nói chung phải kích hoạt được một bộ đục bộ, đục bộ của nó ơi các bạn này, không là phế lắm. Kháng bão 4 không thì nó phế lòi. Phế lòi ra anh em ạ. Không thì nó cũng phế lòi tí ra. Rồi, chuyển đội hình thành công đấy các bạn. Xem còn cái nhiệm vụ nào để chơi nốt cái nhiệm vụ đấy không anh em. Trong cái sự kiện nhận được phẩm phép bậc 4 siêu hạng hỏa lực. Cái này nhận xong rồi nhé các bạn nhé. Đạp liên tục vượt ải thành phố trên mây. Ừ nhờ, mẹ mấy cái này mình còn chưa vượt cơ các bạn. Máy cuồng bạo 26 tháng 10. Ừ, cái này mở sau nhé các bạn nhé, 20 ngày sau đóng. Nhận đua top kêu chiến thắng thí luyện thằng dâu này các bạn, dâu tầng 8 chạy vượt tầng 6.
Nào, thử với cái đội hình mới này nha các bạn nhé. Xem ăn thua không các bạn. Thử với đội hình mới này xem ăn thua. À, mình ra mình up con kia lên nữa chứ nhỉ. Thử đội hình mới để xem ăn thua không anh nha. Yeah, con kiếm gì thay con mây bách nhỉ? Yeah. Chỉ muốn ngon thay con mây bách nhỉ? Lên cao đã tỉnh lên ngon các bạn. Hades cảm giác ngon hơn lão già họ hẹ các bạn nhé. Đấy, xong tầng 7 đấy. Nào. Mới xong tầng 6 rồi các bạn. Giờ ngon nghe tầng 7 xem sao. Con gì phụ đam với thằng Lexer thế nhỉ các bạn nhỉ? Được, anh em đánh tay thì nó sẽ chuẩn hơn nhé các bạn nhé. Đánh tay thì nó sẽ giữ được cái độ của thằng Lexer sang tương sau này. Không có cơm lặng à. Ai phụ đàm mà Lexer. Wow, phát ném mẹ mày uy tín thật. Nào, xem vừa được ải 8 này không anh em nhé. Phát ném uy tín thật. Tay các bạn. Tu được đúng không? Mình vẫn đang cần Lexer ném. Rồi, chỉ thắng đã auto được rồi nhé các bạn nhé. Thằng Lexer nó sẽ reset về một turn. Thế đánh con mẹ mày tự động nãy giờ nó xong rồi nhỉ. Thua rồi. Không sai lần được phát nào nhỉ. 8 phát ném này còn 4 phát nửa luôn anh em. Nhớ vẫn thua anh em nhé. Làm lại cái ải này, mình cho máy nó tự đánh nữa nè. Mình đánh tay không quen anh em nhé. Để cho máy tự đánh cho nó chất hơn anh em. Thứ hai nữa phải ném lên tí cái bảo. Mình thấy cứ bảo là con này tê liệt. Mình thấy tê liệt nó cũng chả tác dụng chó gì anh em. Không thấy nhiều tác dụng của tê liệt của thằng gì nhỉ, Lexer cho lắm. Lexer mình đang cầm cái gì nhỉ, cái thần khí đánh hai lần liên tiếp nha anh em. Nếu mà nó không giết được đối thủ nhưng mà tung tất sát thì nó sẽ thêm một lần đánh thường. Đấy, thả ném mẹ ngay cái này rồi.
nó xong, đằng nào cũng mất 2 nhịp đúng không anh nhỉ? Đằng nào cũng mất 2 nhịp. Vẫn không ăn được à? Thì không sai lần được phát nào. Lịch sợ cánh được không? Ném phát chết luôn rồi nhỉ. Ném phát chết luôn thì ok nhỉ. Ném phát chết luôn thì mày là vừa nãy táo hưởng dâu rồi đấy các bạn ơi. Ai này chắc chắn là càn quét rồi. Không đánh được nữa. À, một pháp vật phẩm nó thuộc bậc 4 đây rồi các bạn. Quả thưởng ở đây các bạn. Úi rồi ôi, bàn cờ phép đây. Thêm một viên đá cường hóa truyền thuyết đây các bạn. Tội làm ra mà nhận được vật phẩm phép đây các bạn. Luyện dâu hết rồi. Hai vật phẩm phép. Mày đi càn quét thì mày ra anh em. Đi càn quét thì mày ra. Rồi, up con nào đó lên đi các bạn. Level 100. Đâu nhỉ? Hades đâu nhỉ? Dưỡng thì vẫn bồi dưỡng ông tướng này chứ các bạn. Mẹ cái gì ngon hơn à? Cái bún ngon hơn à? Sữa con này bỏ đi các bạn. Con này không up lên được thì không lên được à? Làm sao để chuyển thằng này xuống dưới nhỉ? Cấp độ thám hiểm level 90 trên 130. Lần nữa là mình đã đổi đội hình rồi mà các bạn nhỉ? Đúng không? Mình đổi đội hình thì làm sao mà mình đổi đội hình rồi mà sao không bị ấy như thế này anh em nhỉ? Con hàng hot 120 mảnh rồi. À, tiếng SDS 120 mảnh rồi. À, làm nốt cái nhiệm vụ hàng ngày anh em nhé. Diễn võ một lần. Đại hội server hiện tại đang top 60. Ui, 300. Ai chơi được ông vậy? 279. Mấy ông khỏe thế nhỉ? 192, 201. 203. Mình không lên 100 rồi mình mới lấy vần này. Rõ ràng mình đã đổi đội hình rồi anh em nhé. Tại sao mấy con này nó vẫn kéo cả team mình vào nhỉ anh em nhỉ? Đúng không? Mình đã đổi rồi mà tại sao nó vẫn kéo cả team mình vào nhỉ? Điện thường, thẻ thăng cấp, điện vui. Bún nhè, mẹ. Không mua thì biết bao giờ mới up được anh em ạ. Không mua thì không biết bao giờ mới up được. Tôi đã 55 mảnh. Không mua thì không biết bao giờ mới up được anh em nhé.
biết bao giờ mới up được bọn này lên. Lên 100 nữa. Này rõ ràng vào đánh đội hình chính của mình rồi, sao giờ nó vẫn tính là phụ nhỉ? Ảo ma thật đấy. Bọn này cho vào không lên được này các bạn. Cho vào không lên được 1% công nào. Thốn dã man anh em. Thốn dã man luôn đấy. Sao anh em ủy thác được cái x này nhỉ? Anh em lại cứ đi xét à? Anh em cứ ủy thác cái cùi bắp thôi nha. Bắt đầu từ cái cùi bắp đi lên thôi. Chính lần phó bản vui. Đây đây, cái thằng lại vui lát đây gì các bạn. Thằng đánh hàng sau đây đúng không? Thằng này chuyên ra chọc hàng sau. Cũng hay phết như các bạn nhé. Chọc one shot đấy các bạn. Thốn nhỉ. Có khi nuôi mẹ thằng này, lấy mẹ thằng này về chọc hàng sau cho khó chịu. Vì đa số anh em toàn để hàng sau đây. Đúng không? Đa số anh em toàn để thằng này hàng sau chọc thuộc lại siêu khó chịu luôn. Ui, mẹ đéo ngồi lúc mẹ 40 phút rồi anh em ạ. Lê nhê. Cứ càng ngồi càng lê nhê vậy. Càng ngồi càng lê nhê thế này thì hỏng rồi. Càng ngồi càng lê nhê thế này rồi hả anh em ạ. Ok anh em nhá. Clip này mình xin phép tạm dừng đây đã. Tạm thời dừng ở đây nhé anh em nhá. Đấy. Mỗi ngày vào tí, làm tí. Có cái gì làm cái đấy anh em nhá. Đấy, cũng xong nhiệm vụ này. Nhận cái dương. Xem quay được phát nữa không các bạn. Ai 13 chỉ à? Làm phát nữa. Ui giời. Không có con gì. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again. Bye bye.